Quý vị và các bạn, phát triển thương mại điện tử là xu hướng toàn cầu khi nền tảng công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2021 đến nay đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị bán hàng mở rộng kênh bán hàng trực tuyến thông qua các trang web, các ứng dụng cài đặt trên điện thoại thông minh để góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử cạnh tranh lành mạnh. Hàng năm, Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo Bộ Chỉ số Thương mại Điện tử do Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam đánh giá hàng năm, giai đoạn 2017-2020, chỉ số thương mại điện tử của Vĩnh Phúc xếp thứ hạng từ 10 đến 13 trên các tỉnh thành trong cả nước. Trong đó đặc biệt, chỉ số về giao dịch B2B được cải thiện rõ rệt. Năm 2017, tỉnh đứng thứ 23. Năm 2018, đứng thứ 5. Năm 2019, đứng thứ 7. Và năm 2020 là thứ 13 trên cả nước. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, thị trường thương mại điện tử ngày càng trở nên sôi động hơn và việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng kênh phân phối mới đang trở thành một phương án hữu hiệu cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, mang đến cơ hội mới từ phía nhu cầu thị trường, trên cơ sở làm thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng, chuyển từ thói quen mua hàng truyền thống sang mua hàng trực tuyến. Thị trường thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh đang ngày càng sâu rộng với nhiều mô hình, chủ thể tham gia. Các chuỗi cung ứng cũng đang dần thay đổi theo hướng hiện đại hơn khi có sự hỗ trợ từ số hóa và công nghệ thông tin. Sở Công Thương Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều chương trình hoạt động cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Thương mại điện tử đã trở thành cầu nối giúp việc tiêu thụ hàng hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong thời gian vừa qua, Sở Công Thương đã rất chú trọng tham mưu để phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 21 năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025. Và vừa qua, Sở Công Thương đã hỗ trợ xây dựng 50 website cho các doanh nghiệp và tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là những cái nội dung rất cần thiết và thiết thực để hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh ta. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu quốc tế Pride tại xã Quất Liêu, huyện Bình Xuyên là một trong những doanh nghiệp tiếp cận và tận dụng hiệu quả thương mại điện tử vào lĩnh vực kinh doanh. Công ty tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử từ năm 2018 và hiện có gian hàng trên nhiều trang bán hàng trực tuyến như Shopee, vhomart.vn, Facebook, Zalo với hơn 2.000 sản phẩm được bày bán trên các gian hàng online. Công ty đã thu hút hàng nghìn lượt khách ghé thăm và đặt hàng qua Internet. Đặc biệt, trong 2 năm nay, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng khách hàng trực tiếp đến cửa hàng mua sắm giảm, thì giá trị giao dịch online của doanh nghiệp lại tăng cao, gấp hơn 10 lần so với những năm trước. Khi tham gia sàn thương mại điện tử thì doanh nghiệp có thể là gia tăng các cơ hội bán hàng. Mình có thể bán trên rất nhiều kênh như là kênh Lazada, Shopee, hoặc bạn có thể vào Facebook hoặc là vào trang vhomart.vn thì mình sẽ có thể là bán được rất nhiều các cái sản phẩm mà hướng tới khách hàng. Thứ hai là nếu trong trường hợp mà nhân viên của mình bị phong tỏa thì nhân viên của mình vẫn có thể ngồi tại nhà làm việc để hoàn thành giải quyết các cái công việc của mình và hoàn thành các cái đơn hàng mà mình muốn bán hàng cho khách. Tiếp theo là đối với doanh nghiệp thì nó sẽ có hiệu quả là các cái khách hàng mà mình muốn tìm kiếm ấy là khách hàng ấy nhằm đến đúng mục tiêu. Ví dụ như là tôi muốn chạy các khách hàng ấy là độ tuổi nào, từ 35 đến 50 tuổi, hoặc là các khách hàng có nhu cầu như nào thì mình sẽ tìm hiểu được các cái nhu cầu khách hàng đúng cái trọng tâm và mục tiêu mà mình mong muốn. Và cái điều cuối cùng tôi thấy rằng trên các cái trang thương mại điện tử thì họ sẽ có các cái đánh giá cái sao về cái doanh nghiệp, như là từ 1 sao đến 5 sao, bán hàng có tốt hay không tốt, thì từ đó để mà doanh nghiệp sẽ cải thiện được bản thân mình để phục vụ tốt hơn cái nhu cầu khách hàng. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế, nhưng đây cũng là cú hích tạo đà cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong nhiều lĩnh vực đời sống, đặc biệt là sự phát triển của thương mại điện tử khi thúc đẩy các hình thức giao thương văn minh hiện đại, hạn chế dùng tiền mặt. Đối với người tiêu dùng, mua sắm trực tuyến với nhiều tiện ích
cũng dần trở thành thói quen mới thay thế cho hình thức mua bán trực tiếp tại các điểm bán hàng. Khi mà mua hàng trực tuyến ấy, thì mình có thể xem được các sản phẩm 24/24, mình có thể check các thông tin sản phẩm trên bất kỳ khoảng thời gian nào, và mình tiện lợi một phần tiện lợi nữa là mình cũng có thể xem các thông tin đó qua điện thoại di động hoặc là máy tính. Và trong thời đại mà dịch bệnh như hiện nay thì khi mà mua hàng trực tuyến ấy, thì mình cũng có thể là hạn chế tiếp xúc được với mọi người. Khi mà mình có thể là mua trực tuyến, mình có thể thanh toán trực tuyến qua các thẻ ngân hàng, và khoảng cách địa lý thì cũng sẽ được thu hẹp, bởi vì khi mà mình có thể ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Vĩnh Phúc thì mình cũng có thể mua hàng được rất tiện lợi. Kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển mạng lưới bán hàng trực tuyến tại Vĩnh Phúc, siêu thị Copmark cũng triển khai đồng bộ các hình thức bán hàng online qua app Zalo Fanpage và gọi điện thoại trực tiếp đến nhân viên bán hàng tại siêu thị. Đặc biệt, khi mỗi khách hàng đặt hàng online, thông tin chia sẻ giữa khách hàng và siêu thị được lưu lại. Trên cơ sở đó, siêu thị vừa nắm bắt được thói quen mua sắm của từng khách hàng, vừa là dữ liệu để đơn vị nghiên cứu, phân tích nhu cầu chung của khách hàng trên kênh trực tuyến và có sự phục hồi, đáp ứng tốt hơn đối với khách hàng. Để thu hút khách hàng gia tăng mua hàng trực tuyến, Copmark Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng khi đặt hàng qua các nền tảng công nghệ bán hàng online của siêu thị. Tôi tổ chức rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi cũng như là nhiều cái sự kiện mua sắm qua kênh online để khách hàng có thể thoải mái hơn khi đặt hàng. Ví dụ như việc tặng điểm thưởng qua kênh online, hay tặng khẩu trang trong mùa dịch bệnh, hay là chúng tôi khuyến mãi bằng một sản phẩm tặng kèm khi khách hàng đăng ký là thành viên của app Sài Gòn Cốp, hay khách hàng đăng ký là thành viên của những cái trang fanpage. Giới trẻ hiện nay rất là thích những cái sự kiện về giá, sự kiện về hàng hóa, về khuyến mãi, hay những cái sự kiện mang tính chất là tạo những cái niềm vui, những cái sân chơi giải trí cho giới trẻ trên các kênh online. Thì chúng tôi sẽ tập trung trong thời gian tới sẽ khai thác về những cái sự kiện như thế này để làm sao cho cái kênh online nó sẽ tiếp tục trở thành một cái nơi mà khách hàng có thể thường xuyên ghé qua vào những giờ rảnh rỗi. Bên cạnh việc là tìm kiếm hàng hóa, có thể là sẽ tiếp tục tham gia những cái sự kiện cộng đồng với lại hệ thống Sài Gòn Coop và hệ thống Copmark. Chính sách giao hàng miễn phí, chính sách hậu mãi được Copmark Vĩnh Phúc áp dụng linh hoạt và duy trì như một cách xây dựng thương hiệu và bảo vệ uy tín của đơn vị. Tất cả sản phẩm giao đến khách hàng được phản hồi chưa đạt chất lượng đều được siêu thị nhận đổi lại trong thời gian quy định. Khách hàng tin tưởng lựa chọn Copmark cũng từ thái độ, cầu thị và ưu tiên quyền lợi khách hàng của siêu thị. Tôi thường mua sắm là những hàng thiết yếu, hàng rau, củ quả và hàng sữa, các thứ có loại hàng tiêu dùng trong gia đình. Thì mình tôi sẽ mua và tôi sẽ đặt hàng qua app hoặc là qua Facebook, Zalo của Copmark Vĩnh Phúc. Vì mình cần hàng gì, các bạn sẽ tư vấn cho mình nhiệt tình. Nhân viên giao hàng cũng nhiệt tình. Hàng hóa thì chất lượng, và giao hàng trong thời gian, ví dụ mình yêu cầu thời gian giao hàng là ví dụ từ 10 đến 10:30 thì nhân viên giao hàng vẫn đúng trong thời gian đấy, hoặc có thể sớm hơn một tí. Là một trong những đơn vị bán hàng tiên phong phát triển kênh bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh, siêu thị Go đã triển khai áp dụng app Go và Bixi, mang lại nhiều tiện ích mua sắm cho khách hàng như tích hợp thẻ thành viên, kiểm tra lịch sử mua hàng, hóa đơn mua hàng, tra giá hàng, nhận thông tin khuyến mại, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hình thức bán hàng qua điện thoại bằng phần mềm Zalo, ứng dụng Go as Bixi và hotline đặt hàng qua tổng đài. Doanh số bán hàng trực tuyến hiện chiếm 6,5% tổng doanh số bán hàng của siêu thị Go Vĩnh Phúc. Kỳ vọng trong tương lai, con số này sẽ tăng trưởng lên 10% và tỷ lệ thuận với sự phát triển của thương mại điện tử hiện nay. Chúng tôi đã xây dựng một phòng nhân viên chăm sóc khách hàng có đầy đủ các đội ngũ gồm các bộ phận từ việc tiếp nhận thông tin cho đến bộ phận xử lý đơn hàng cho đến bộ phận giao hàng. Chúng tôi sẽ không dừng chân tại đây. Tập đoàn nói chung đang cơ cấu toàn bộ về mặt chính sách để có được những phương án tối ưu hơn về mặt tổ chức và xác định được cái phương hướng đúng đắn hơn để khách hàng có được những trải nghiệm đến khách hàng đến siêu thị một cách hiện đại nhất, và sẽ có được toàn bộ các chương trình quảng cáo, toàn bộ các thông tin về thẻ ứng dụng để cho khách hàng có được một cái môi trường mua sắm hiện đại. Trong lộ trình xây dựng nền kinh tế số, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 55% người dân ở các thành phố tham gia mua sắm trực tuyến, 55% thanh toán không dùng tiền mặt, 70% các giao dịch mua hàng trên ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử.
100% các siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Để góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử cạnh tranh, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cả đơn vị bán hàng, Sở Công Thương Vĩnh Phúc tiếp tục đề ra và thực hiện những giải pháp cụ thể trong từng giai đoạn. Tỉnh Vĩnh Phúc đang đẩy nhanh từ việc thành lập và vận hành cái website Thương mại Vĩnh Phúc. Theo kế hoạch đưa ra 5 cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 5 cái nhóm nhiệm vụ đột phá để nâng cao năng lực quản lý nhà nước và tổ chức cái hoạt động thương mại điện tử. Cùng với đó là xây dựng thị trường thương mại điện tử tỉnh Vĩnh Phúc phát triển trong thời gian tới. Đồng thời, Sở Công Thương đang tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành đề án phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2022-2027 và xây dựng một cái sàn giao dịch thương mại điện tử. Đây sẽ là những cái kênh quảng bá thúc đẩy hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin về hoạt động thương mại điện tử, hỗ trợ rất tốt cho tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và thúc đẩy mạnh mẽ cho việc phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh và hướng tới việc kết hợp giữa các doanh nghiệp và cái hệ thống thương mại điện tử trên toàn quốc. Thương mại điện tử là cơ hội để thúc đẩy nền kinh tế số, là môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng các mô hình kinh doanh. Với sự năng động của các đơn vị doanh nghiệp cùng sự quan tâm của các cấp ngành chức năng sẽ góp phần xây dựng một thị trường trực tuyến lành mạnh, tạo dựng lòng tin đối với người tiêu dùng và mang đến những phát triển vượt bậc cho bức tranh thương mại điện tử của Vĩnh Phúc nói riêng cùng cả nước nói chung.